Dân quân Syria bắn hạ một chiếc trực thăng tại thủ đô Damascus, tin từ Damascus. Ngày hôm nay, dân quân đã bắn hạ được một chiếc trực thăng tại vùng ngoại ô Juba của thủ đô Damascus, trong lúc chiến trận dữ dội vẫn đang diễn ra. Đài truyền hình nhà nước Syria cũng đã chiếu qua cảnh chiếc trực thăng bị rơi, nhưng không cho biết chi tiết. Các nhân chứng cho biết, chiếc trực thăng đã bốc cháy trước khi rơi gần quận Qabun. Video đưa lên một trang mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ nơi chiếc trực thăng bị rớt. Những người tranh đấu cho biết, chiến trận đã diễn ra dữ dội tại các vùng ngoại ô ở phía đông của thủ đô. Trực thăng đã tấn công các quận Juba, Jamanka và Irbin trong ngày hôm qua. Đây là những quận nằm ở ngoại ô, tập trung người dân lao động Sunni. Dân quân đã dùng chiến thuật du kích tấn công quân đội trung thành với ông Bashar al-Assad trong các quận này. Những người tranh đấu cho biết, dân quân đã bắn chết một quân nhân và bắt một quân nhân khác gần một con đường bị phong tỏa trong quận Juba. Quân đội ông al-Assad đã dùng một vận động trường trong quận này làm căn cứ.